Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nãy góp nhận 250 token John từ sàn John Swap các bạn. Thì chương trình nãy góp này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 7 và nó sẽ công bố vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram start chatbot nè các bạn. Rồi các bạn click trang các bạn. Này cấp xe. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi, video đầu tiên các bạn bấm vào continue nè các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join ngân group canceller nè. Giúp mình join sao không có cấp xe thì các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn join tiếp canceller nè các bạn. Rồi, tiếp tục trên tài Twitter các bạn follow và tài tweet nè. Trên tài Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like nè. Rồi các bạn chỉ dẫn cho tôi biết nha các bạn. Các bạn ghi thăng John Swap. John Nair Swap đi. Các bạn tăng 3 người bạn, các bạn tôi biết lại được các bạn. Khỏi cần đi username nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục còn follow like and follow Facebook nè. Rồi các bạn nhập xíu các bạn. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Xuống đây mình coi nó có trời nó có lúc chẳng nào không. Xuống đây các bạn like cái nữa nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi bấm cho submit tên nè. Tiếp tục join kênh group kênh channel xong xuôi thì bấm done nè. Follow tờ Twitter, like, share, retweet, share the beach. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lên đường link tờ Twitter mình nha các bạn. Bạn nhập vào bạn anh cùng, nhập vào mục sơ nữa các bạn. Các bạn nhập vào bạn anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Tiếp tục quan sát chip liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Submit profile link nè. Tiếp tục submit view profile link Facebook nha các bạn. Thì các bạn nhập vào Facebook nè. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Máy lỗi yếu các bạn ơi. Trên Facebook các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Nó sẽ về trang ảnh avatar cho cá nhân của tất cả các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn chấp vào bao cảnh cùng nè. Các bạn sẽ chấp liên kết nè. Rồi bạn bấm đập lên nè. Bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain với Chocolate các bạn, S20. Bạn copy địa chỉ BNB lên mình nè, rồi bạn dán vào đây nè. Giờ bạn dán vào đây nè. Chatbot. Rồi tiếp tục các bạn việc lên ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thức cặn các bạn. Ok, chương trình này góp này sẽ phân phối cho các bạn vào ngày 25 tháng 7. Tự động phân phối các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 250 token xong đến đây em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.